Đối với người lớn thì khi người ta viêm phổi thì nó có nhiều sắc thái khác nhau. Ví dụ như là người ta viêm phổi cấp, hoặc là người ta viêm phổi mãn, hay là người ta viêm phổi môi kẽ, hoặc là người ta viêm phổi thùy. Tuy nhiên ở ngoài lâm sàng thì nó cũng là ho, sốt, rồi bắt đầu khó thở. Và khi khó thở, thở không nổi sẽ tím tái không nổi sẽ không thở được nữa, phải thở máy. Và cái tác nhân của nó thì nó chia làm hai nhóm, một là do virus, hai là do vi trùng. Trong virus đó thì nó có virus cúm hay là những loại virus khác như adeno hay là RSV. Tuy nhiên virus cúm vẫn là cái virus chính mà nó gây ra bệnh viêm phổi ở người lớn. Rồi vi trùng thì cái nhiều loại vi trùng khác nhau, trong đó có phế cầu, có tụ cầu, có những cái con Klebsiella và những cái con vi trùng kháng thuốc. Thì thông thường á, những cái con này nó dắt dây với nhau. Thường thường nếu mà vừa viêm phổi do cúm xong thì hết giai đoạn cúm rồi tấn công vô một số vi khuẩn khác, trong đó có phế cầu, có những vi thuốc khác, vi trùng kháng thuốc. Và cái này nó cứ đi vòng vòng với nhau hoài, và tới lúc nào đó thì có những lúc tình huống là mình kháng thuốc, không có thuốc để điều trị nữa, thì càng ngày nó càng khó khăn trong điều trị và rất là tốn kém. Cái người càng lớn, cái người càng có bệnh nền, cái khả năng bệnh nặng rất là cao. Khi chúng ta có bệnh nền đó, thì cái khả năng mà cái tế bào lông chuyển nó yếu đi rồi, nó không thể đưa tất cả những cái tác nhân gây bệnh lên phía trước để chúng ta khạc ra nữa, và cứ thế mà nó nằm trong đó hoài, cái khả năng bệnh nặng rất là cao. Và như vậy thì viêm phổi gần như là cái gánh nặng rất là nhiều đối với người lớn mà có bệnh nền.